thưa quý vị, có thể nói là âm nhạc đã có thể chạm tới cảm xúc của tất cả chúng ta, khơi dậy trong chúng ta rất là nhiều về tình yêu, đúng không ạ? Tôi có một câu hỏi này muốn hỏi quý vị. Theo như quý vị thì khi nào thì chúng ta yêu ạ? Chắc là nhiều người sẽ đồng ý tôi với một tôi điều này. Đó là thường khi mà tình yêu đến và gõ cửa trái tim mình thì chắc chắn là lúc đó chúng ta yêu. Yêu chắc có lẽ không cần tới tuổi tác, không cần tới ranh giới của hoàn cảnh giàu sang nghèo hèn, miễn là tất cả chúng ta đều khao khát có một tình yêu, phải không ạ? Vâng, thưa quý vị, nhưng so với nam giới thì nữ giới có nhiều giới hạn hơn. Quý vị thấy nhiều nhu cầu mà nam giới thì có thể đi ở đâu cũng có, mà phụ nữ thì không phải chỗ nào cũng được. Và đặc biệt là với truyền thống ngày xưa tam tòng tứ đức, phu tử tòng tử, người phụ nữ hầu như mất hết hạnh phúc gia đình khi người chồng không còn nữa. Và chính điều này cũng cần một tình yêu để sưởi ấm dù là bất kỳ lứa tuổi nào. Và để cảm nhận được vấn đề này trong xã hội ngày nay thì chúng ta thấy cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà cũng xin được mời quý vị cùng thưởng thức một tiểu phẩm được mang tên Thuê chồng cho mẹ. Quý vị có biết ai tham gia biểu diễn không ạ? Quý vị thân mến, chúng ta sẽ gặp gỡ các nghệ sĩ rất là đáng yêu, đó là nghệ sĩ Sơn Trần, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, nghệ sĩ Hồng Vân, và một người nữa, Thanh Bạch và Thủy Vân, xin đố quý vị đấy. Người này tên là gì? Ôi, kìa, bé giơ tay để chú Bạch hỏi con nha. Con giơ tay thẳng băng là chắc phải tốn quà nữa rồi đó. Rồi, đó, chú Bạch gợi ý như thế thì theo con, người nghệ sĩ này có danh hiệu được phong tặng luôn á nha, chứ không phải là nghệ sĩ bình thường đâu. Đó là Sơn Hình ạ. Cho một tràng pháo tay chính xác. Con nhận quà nha. Cảm ơn con. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ dành thời gian để đến với vở tiểu phẩm Thuê chồng cho mẹ. Chào tất cả mọi người nhé. Hai mẹ con tôi đang cãi nhau bực mình quá cơ. Xuân sắp đến rồi, cứ cãi nhau kiểu này mệt mỏi lắm cơ. Mẹ nói lần cuối cùng nhé, con đừng có lèo nhèo bên tai mẹ nữa. Từng tuổi này rồi mà mày cứ nói cái vấn đề mà gọi là nó tế nhị mà nó dở hơi thế thì có mà. Tao không thích nghe nữa đâu nhá. Không nghe cũng vẫn nói. Cái thói đâu thói lạ thật đấy. Con cái nói mà mẹ cha thì cứ cãi chăm chèm á. Cái chuyện này là sẽ nói từ cái lúc dậy thì cho đến khi nào hết trứng. Không thì tôi không chị nói Hiền nữa. Chị Hiền ơi, thế bây giờ chị nghĩ em còn trứng để đẻ hả chị? Tôi xấu hổ quá cái bà Hiền ấy. Tôi không nói chuyện với bà nữa đâu nhá. Mẹ ngồi xuống. Trời ơi, nghe con một lần đi, con không nói nữa đâu. Con chăm cha không gặp bà chăm ông mẹ. Biết nói gì đây, hồi nay mẹ ngồi nghe con một lần. Bao nhiêu năm tháng nuôi con một mình, thanh xuân ua phai. Đã theo chồng nơi xa, nay khi con yên ấm mẹ cô đơn một bóng, nên thôi con xin mẹ mở lòng để đón thêm tình duyên mới. Vẫn biết lòng con lo khi mẹ già cô đơn một mình, nhưng bao năm tháng trôi đi muộn phiền nên nay cũng quen. Hôm nay con cứ ép kiếm ông chồng cho vui, nhưng con ơi con có thấy mẹ nấy đâu che nữa, nên con ơi thôi đừng mặc kệ mẹ nghiến răng mà cô đơn. Đấy, bao nhiêu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của tôi nói hết cho chị nghe rồi đấy. Cho nên cái vấn đề chồng con ấy, chị đừng có đả động gì đến cho tôi nữa nhá. Lần cuối cùng tôi nói với chị không nói vấn đề nữa nhá. Không nghe con đi về. Mày về đâu? Con về nhà con. Để làm gì?
Con về nhà con, mẹ không nghe con ở đây làm gì. Con sẽ đi về và tuần này không sang chơi đâu. Tuần sau cũng không sang chơi đâu, tháng sau cũng không sang chơi đâu. Con không sang, chồng con không sang và con cũng không sang. Mẹ thích cô đơn, mẹ cứ ôm nỗi cô đơn một mình cho nó sung sướng một mình mẹ. Đứng lại. Sao mày buồn cười lắm ấy. Làm gì có cái thứ con mà mẹ đuổi một phát về luôn là nào. Ô, những cái vấn đề tế nhị này mày phải nói đi nói lại khoảng chục lần tao mới đồng ý được chứ. Tao phải giữ cái sĩ diện còn sót lại chứ. Ô, làm gì có cái giống mẹ nào mà tưng nay tuổi rồi mà con nó bảo đi lấy chồng phát ừ luôn à. Thế là như thế nào? Nói tóm lại là bây giờ hàng họ đã có sẵn ngoài ấy chưa? Ôi trời ơi, các bác ấy chờ ngoài này rồi. Thế thì mời vào chứ còn chờ gì nữa. Mời bác vào. Anh tên là Sự. Anh đi tìm vợ. Sự, anh là vợ. Anh có cây gậy. Anh có trái tim. Nhầm rồi. Bác ơi. Ôi. Đối tượng là đây này. Nhầm à? Ô, con chào bác. Anh ơi. Ôi. Bây giờ á, giữa anh với tôi nhá. Ừ. Cái mặt nào là cái mặt mà gần đất xa trời hơn? Mặt anh gần đất xa trời hơn. Thế mà anh dám mạnh mồm mà anh chào tôi là bác thì tôi cũng sợ anh thật đi. Ồ, em ơi. Thế đây là thế. Con này là con gái của tôi, nó có chồng có con cả rồi. Ở cái nhà này chỉ còn mỗi mình tôi là chưa chồng thôi. Thế thì anh chào em chưa chồng. Em ơi, mời anh ngồi đi không, anh đi viện bây giờ. Cho ngồi. Bác ngồi đi. Ừ. Ô, ai phải đi bằng ba chân mới đi được à? Hai chân chính khó đi, đi chủ yếu bằng chân phụ. Thế à, nhà ông anh ở đâu? Hả? Con đây con quay cái ghế sang đi cho chấp. Mẹ nhìn mặt cái bác này mẹ thấy mệt quá cơ. Thôi, em anh quay nói thì anh ít mà anh thở thì em nhiều. Em quay quay rồi anh. Ôi giời ơi. Thế nhà anh ở đâu? Nhà cầu Tó. À, cầu Tó. Ừ. Văn Điển đấy mẹ. Ô, ở gần Văn Điển hả? Ừ. Tiện nghỉ. Tiện chứ. Thế đã mua được miếng đất nào ở đấy chưa? Một miếng thì không đến nhưng cũng mua được 4 mét. Thế à? Ừ. Thế để có gì phát để sang đấy luôn cho nó tiện đấy. Để lúc nào gặp nguy sang đấy luôn. À? Đâu mất thời gian. Thế, à? Ừ. Thế ừ. Từ nhà tôi đến đây thì anh đi bằng phương tiện gì? Anh từ nhà anh sang nhà tôi ấy. Anh đi bằng phương tiện gì đấy? Đi bằng phương tiện đi bộ đi rồi. Đi bộ à? Ừ. Đi bộ. Cứ một đi. Một công đôi chuyện hả? Một công đôi chuyện. Vừa đi vừa thể dục. Thế à? Ừ. Thế anh đi mấy ngày mới đến? Đi từ tơm tởm sáng hôm qua đến tim tỉm tối nay mới đến nơi. Thế à? Ừ. Thế đi bộ được bao lâu thì phải nghỉ? 15 phút. 15 phút rồi. Mệt xong nghỉ. Xong bò. Bò mệt lại nghỉ. Nghỉ xong lại lết. Ôi giời, anh lết từ ngoài đường vào đấy. Thế anh lết kiểu gì? Bác này, bác ấy lết nhanh hơn đi mẹ. Tài nhỉ. Ôi giời. Trông chưa? Không, thế thì anh giỏi quá. Trông rồi anh lết chưa? Ừ. Thế chắc là anh chắc anh dùng tốn quần lắm nhỉ. Mày thế này thì quần nào chịu được. Nhưng nhà anh cũng có điều kiện cơ mà. Thế anh tên gì đấy? Hả? Anh tên là gì? Sự. Sự hả? Nickname của anh là Tâm Sự Với Em. Sinh nhật 18
tuổi là cách đây 69 năm rồi. Vị trí là năm nay anh 87. Này bảo này, nhà ấy thì là vợ mất lâu rồi. Các con đi làm xa. Anh lết khỏe thế thôi, nhưng nhiều bệnh lắm. Tim. Tim hả? Thoát vị địa đệm. Huyết áp. Tiền đình. Thế à? Không biết đi lúc nào nên muốn cung muốn kiếm một người về. Hiểu. Để trông nom. Hiểu rồi. Những lúc mà mình đi thật bất ngờ. Hiểu rồi. Gớm, anh nói thì ít, anh hú thì nhiều. Đâm ra tội bị mệt theo anh ấy. Thông cảm thôi. Thế hỏi thật nhau nhá. Từ trên xuống dưới còn chỗ nào dùng được không? Tính trên chiều từ trên xuống dưới ngày xưa là chỗ nào cũng dùng được, nhưng bây giờ tính theo chiều từ dưới lên trên không chỗ nào được dùng. Mày bắt về đây cho mẹ làm cái gì đấy hả con Hiền ơi? Thế mày tưởng là tao không làm được gì ngoài cái việc mà tao tâm sự à? Thì cái nhu cầu của mẹ là có người tâm sự thôi, cần gì phải sức khỏe lắm. Thế một ngày anh có thể tâm sự được với tôi bao nhiêu lâu? Vẫn 15 phút. Tao thì tao nói nhiều, tao cần cái người nghe tao, cái cần cái người nói lại thôi. Một ngày 12 tiếng đồng hồ, ông ấy tâm sự được 15 phút, thế còn 11 tiếng 45 phút kia tao làm cái gì? Hai đứa ngồi thở với nhau à? Tâm sự 15 phút xong xem anh thở. Sao đâu? Em ơi, này, cho hỏi từ nay hỏi anh hơi nhiều. Em tên gì? Tôi tên Hòn. Nhầm, tên Viên. Đấy, Viên. Anh nhìn anh quên cả tên mình. Tôi tên là Viên. Tên là Viên? Không phải tên là Hậu à? Không, Hậu ở đâu đấy? Ô, cho anh về. Sao lại thế hả bác? Hả? Thế là thế nào? Có cái ông thầy tử vi, ông ấy bảo tôi là nhất định phải lấy một em tên là Hậu. Lấy em mà không có tên là Hậu là tôi đi luôn. Không hợp. Tưởng em là Hậu thì chúng mình làm cặp hậu sự lo cho nhau. Ôi dồi ôi, suýt nữa tôi mất 100 triệu lo hậu sự cho lão này. Thôi thì bác cứ ngược nhá. Thế không phải thì tôi về. Vâng, cảm ơn bác. Lại một lần đổ vỡ, mình buồn vì tim mình đau. Mình buồn thì ai thiếu đâu. Em ơi. Vâng. Không có duyên với nhau mình làm bạn tốt nhé. Ok là. Nickname của anh tâm sự với em. Vâng. Cháu gọi cho bác cái taxi không? Thôi tự đi được hả? Thể dục mới đi. Thì bác lại nhà rồi cháu học tạo bác sau. Đi này bao giờ vào đến nơi. Kiên nhẫn thôi. Mày coi thường tao quá. Thật đấy. Mẹ chán con quá, con quá coi thường mẹ. Mẹ xin tạ lỗi vụ này. Người già. Yên tâm, con gọi bác khác. Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong. Chào những khán giả thân yêu của em. Hát bài Giáng Đứng Bến Tre. Miền Nam gọi thuyền bằng ghe, sau đây Giáng Đứng Bến Tre bắt đầu. Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre? Con gái. Em chào anh, em con gái Bắc Ninh anh ạ. Con gái của Bắc Ninh không, nhà. Con gái của Bắc Ninh không hát bài này. Hát thấp xuống nhá. Anh. Đau quá. Định anh... hát gì? Gặp em ở Bắc Ninh anh phải hát bài mà. Trên quê hương quan đi hỏi, một làn nắng y cũng mang điệu dân ca.
À, quê hương ta, gái tay trai tay xuống tay cây đảm đang nghi việc nước việc nhà vẹn nì toàn nắng mưa nhọc nhằn vẫn tươi duyên. Trời ơi, cái cặp đôi này trời sinh ra cứ như là để dành cho nhau ấy, hoàn hảo ghê lắm cơ. Em chào anh. Anh chào em. Em mời anh ngồi. Cho anh ngồi bên nào đây? Ngồi bên này cho thuận tay nhá. Anh muốn ngồi đâu? Anh ngồi đây này. À, ngồi đấy à? Vâng ạ. Gặp nhau cái là đã có cảm tình rồi đấy. Vâng ạ. À, em xin mạn phép hỏi anh tên gì đấy ạ? Ồ, anh tên là Công. Ô, Công Công à? Ô, sao lại à, thái giám? À, anh tên Công à? Anh tên là Công chứ không phải là anh là Công Công, Công à? Công là khí công, thế này này. Công là thẳng chứ không cong, hiểu không? Vâng, em hiểu rồi. Thẳng tân à. 12 giờ, 12 giờ. Có hiểu 12 giờ không? Em biết rồi. Thế hôm nay ngọn gió nào lại đưa anh đến nhà em đấy? Ờ, thế này chả là thấy ở trên Facebook hay sao là kén chọn nhân duyên. Thế thì mình đi công việc thì đi ngang qua thôi. Thì mình thích thì mình vào thôi. Mình thích thì mình làm thôi. Có phải 501 anh em? Thế thành ra là mình gặp nhau nó giống như là cái duyên đó. Ồ, nhân duyên gặp nhau đấy. Em có hứng... Ôi chết rồi. À, đã, anh... Sao bác cái đề cập luôn thế hả con? Trả bù cho bác kia. Có hứng thì sao nào? Anh ơi, sao anh nhanh thế? Anh vào anh một phát. Bác ơi, bác tìm gì ạ? À? Chết rồi. Bác tìm bác gì? Làm tìm cái như, chữ nhã rơi mẹ là mất chữ nhã. Thế là thế nào ạ? Ý nói là em có nhã hứng thì mời nhau chén nước chè. Người quan họ gặp nhau là mời nhau chén nước chè. Khách đến đến chơi ở nhà là chơi nhà. Đốt than ở dậu mà quạt nước pha trà mời người rơi. Bác ơi, hả? Theo cháu bác đổi tên đi, đừng có lấy cái tên khí công nữa. Tên của bác phải là nội công. Cái tên ý nó mới đúng với bác, bởi vì bác thâm quá. Thâm quá. Nội công thâm hậu quá. Ai đời có hai cái chữ nhã hứng mà bác cố tình đánh rơi chữ nhã để bác đi tìm nó ở ngay cái chỗ mẹ cháu mặc cái chân mẹ cháu thế kia mà mày bác đi tìm chứ không mặc váy thật. Sáng quá sợ bác đấy. Luôn đấy. Thôi, thôi con ạ. Hiền ơi, ôi, nghe bác nói không? Đốt củi pha trà để nghe chưa? Có. Phấn khởi đi vào pha ông trà ơi. Nghe rõ lắm rồi. Sao lại ngồi thế này? Đàn ông con trai lại ngồi cho mồm như thế là như ngồi dạng háng như thế mà được à? Cắn. Đây, khép vào. Đây, khép đây. Khép tổ lợn chuối vào. Đây, em khép đây. Sao đi có quát con thế em? Mẹ sao có quát nó thế? Không phải quát anh ạ. Nhà em là có cái truyền thống, cứ hôm nào mà nhà có cái sự kiện gì anh bỏ chân xuống. Sao mình quen việc gì? Quan trọng. Ờ thế à? Vâng. Ờ thế là quát thế là người là quan trọng à? Vâng. Anh cũng được xếp vào hàng ngũ quan trọng à? Vâng. Anh tên là Công. Em tên là gì? Em tên là Viên. Úi giời ơi, thế thì mình xếp với nhau thành công viên thì thôi tuyệt vời nhỉ. Anh cứ đi từ 4 rưỡi gần 5 giờ sáng ấy. Sáng ra anh cũng tập thể dục, anh cứ đi thế này. Cứ đuổi nhau thế này. Cứ đuổi nhau như thế này, cũng đuổi nhau cứ tập thế này. Tôi chết rồi, BD rồi. À, no. No, no BD. I am a M. I am a super. Oh, oh, super man. Oh, no BD. Oh, no. I am a M. I am a super. Oh, super. Man. Ôi, em hiểu rồi. Man. Anh ơi, thế năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 61. Em 60 đấy. À, gái anh 2, trai anh 1 đấy. Thế á? Ừ. Ông bà mình bảo thế là tốt lắm hả anh? Ừ, tốt lắm em ạ. Ừ. Ừ. Thế vợ con anh thế nào rồi? Anh một vợ, không có con. Thế à? Còn vợ anh nó bỏ, anh nó đi theo giai rồi. Thế à? Chắc anh yếu quá, nó chán, nó bỏ anh gì đúng không? Em đánh giá anh thế nào mà em nghĩ là anh yêu? Chả cần gì phải đánh giá, em cứ nhìn cái dáng đi của anh là em biết rồi.
ai lại đàn ông con trai mà cứ đi lụa là gấm vóc như này, xong lại rêu phong rũ rượi thế thì nhìn biết ngay. Anh chắc có khi là đi leo núi chắc chỉ lầm vòng dưới chân núi thôi chứ không bao giờ lên được đến đỉnh nhỉ. Ý em nói có nghĩa là anh, có nghĩa là đạn chưa ra khỏi nòng đã rơi gì? Không, em không phải ý đấy, nhưng mà chắc là cả đời anh chắc đi tàu ngầm không bao giờ lên được máy bay nhỉ. Thế anh có bồ có việc gì không? Ba con nha. Úi dồi, lại quen cùng một lúc ba chị. Ba con một liền một lúc. Thế bây giờ các chị đâu hết rồi? Một con thì vừa tuần trước lên Hà Nội chữa gọi là đục tinh thể. Đục thủy tinh thể hả? Đục thủy tinh thể. Thế mà còn đứa, một đứa nó thì sang Thái Lan thì chữa đái tháo đường. Ướm đẻ không đẻ cứ đái, ôi khiếp nhục thế đấy chứ. Nhục với mẹ ấy, hiểu không? Còn một mẹ nữa thì cái phần mềm hỏng hết rồi. Tức là nào? Thế chỉ còn được phần cứng thôi. Được mỗi phần cứng thì phần mềm hỏng rồi. Hôm nọ mình vơi ở xong thì quên cái quần đồi sang cái lấy. Thế là nó lẫn, nó cầm dao, nó đuổi, nó đâm mình tí chết. Ôi giời ơi. Chị bị thần kinh hả anh? Chả bị thần kinh đâu, cho sang Mỹ thay não may ra thì được vài phần. Nói chung là hỏng hết rồi. Hỏng, hỏng, ôi, chán lắm. Ê ơi, thế anh nhìn thế mà đâm cũng... Vợ thì bỏ đi theo giai. Còn ba cái người mà anh đang yêu thương thì lại chả lành lặn. Chính ra anh bi kịch nhỉ. Khổ lắm em ạ. Lấy về cái con vợ tham tiền. Mà đàn bà nó tham tiền thì kinh lắm. Đời anh cay đắng lắm. Mỗi người một nợ cầm tay, mà người thì nợ vợ, mà tôi nay nợ chồng. Gia đình anh nó như cái nồi lẩu ấy em ạ. Cắt nửa đời tôi, thái nửa đời tôi cho vào trong nồi lẩu. Bỏ thêm tiêu đen, bỏ thêm mari, ớt vàng thêm cả sa tế. Cay vô cùng, cay hơn gừng khi vợ theo trai. Giận hơn sao chớ treo cho thân mình, bởi nghèo nên mới cô đơn vô vọng. Không gia đình chẳng một người thân, khi đêm về lặng thầm con tim mồ côi. Vì sao trời cứ ném con ra hành, để cho thân xác con đây tan tành. Xin ông trời hãy rủ lòng thương, cho con tim được một chốn yêu thương. Cha đầy bao thương cho ơi niềm đau, mẹ con bạn cứ qua chơi như người thân. Sống chân tình yêu hết mình, mẹ con sẽ giúp bác thêm yêu đời. Anh dùng nước đi. Anh dùng nước đấy. Nói thật với anh, yêu anh công thề với anh nhé, nghe anh hát thì cái người em nó thế nào? Làm sao? Mẹ nói thật với con bây giờ nhé, cái người mẹ nó không thể tả được cơ. Nó cứ nóng nóng rồi nó lạnh lạnh rồi nó cứ dâm gian cả người. Làm thế nào mẹ thấy sao? Hay là làm sao? Không dám làm sao, nhưng mà con hiểu không? Có nghĩa là bây giờ mẹ muốn giết người. Con hiểu không? Này 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 này, để bỏ anh xem cái tay xem nó có lạnh không. Này, cứ tay tay lạnh em, tay lạnh không em. Tay tay em lạnh đâu. Tay lạnh, nhưng mà nếu mà sờ mà chân mà cũng lạnh là vứt đi. Anh sờ vào chân xem nào. Ôi, cái chân này nóng, cái chân này nóng. Ôi dồi, anh buông ra cho anh giết ngay bây giờ. Anh đừng. Bác ơi, tôi phát điên, phát rồ cả người rồi đến nay. Bây giờ theo con mẹ phải làm nào chứ sao chết. Con ý con là mẹ phải đi dạo ngay lập tức. Đi ra ngoài trời cho nó mát mẻ. Đi dạo ra công viên ý, vừa tập thể dục, vừa tâm sự, vừa coi như là rèn luyện thân thể. Bác ơi, bác giúp cháu cái. Mẹ đi vào, thay quần áo nhanh lên xong đi chơi với bác đi. Mẹ hiểu rồi. Nhanh lên, nhanh.
Chờ em một tí nhá. Vâng. Này, con mẹ mày nó sắp ăn vã tao rồi sao? Ôi trời ơi bác ơi. Kinh quá. Cứ như là phép màu ấy bác ạ. Bây giờ thế này, bây giờ cháu thế nào? Cháu sẽ nói chuyện với bác về cái vấn đề mà bác cháu mình thỏa thuận đấy. Thỏa thuận đấy, giờ tình hình như nào? Ngồi đây. Bây giờ như này nhá. Hôm trước cháu có nói rồi đấy, là nếu như mà mẹ cháu siêu lòng với bác ấy thì cháu sẽ gửi bác 10 triệu. Thế còn tháng nào mà bác làm bạn với mẹ cháu, bác đưa mẹ cháu đi chơi, rồi nói chuyện tâm tình cho đỡ buồn ý. Mẹ cháu mấy chục năm nay rồi ở vậy, khổ tội lắm bác ạ. Bác giúp cháu nhá. Thế thì cứ mỗi tháng như vậy, cháu gửi bác 5 triệu. Đấy, bây giờ đây cháu chuẩn bị đây này. Cháu gửi bác trước cái 10 triệu mà. Rồi xong. Cháu nói chuyện bác đấy. Nhưng mà thế này nhá. Dạ. Bây giờ là thay đổi rồi. Dạ. Thay đổi rồi. Là sao ạ? Tao nhìn thấy mẹ mày mà đi giờ là không phải là đi ra công viên chơi mà là chơi đi đấy. Kinh lắm, tao sợ. Dạ là thế nào ạ? Dạ là thay đổi. Nói chung là đổi. Thay đổi. Dạ. Thế cho nên là phải tăng giá, bây giờ phải gấp mới làm thôi. 10 triệu không bỏ bèn, giá sẽ tăng đến 20 triệu. Dựng kịch như thế này, đố ai kia diễn hay bằng tôi. Có ok thì chơi, không phải rảnh sẽ tốt mà cuộc vui. Ông xong chưa tôi nói ông nghe, lật lòng thế được không? Được, lật lòng đấy. Hôm qua ông thân thất yên tâm, giờ thì ông phá thôi. Tôi xin ông hãy nghĩ cho sâu, mình phải giữ lời nhau. Bao lo toàn công sức đem ra, tiền mồ hôi của tôi. MK, mặc kệ tôi không biết. Để cô nhìn xem, tôi nói thật với cô, cô thuê tôi nhưng cô nhìn xem nhá. Cái chân của bà ấy to như thế mà đêm mà nằm mà bà ấy đè vào tim tôi nhá, thì bà thì cô tính xem, chỉ có ngáp. Mở màn ra một cái là trông như con voi trong giường. Ông thôi đi. Thôi gì thôi. Tôi chưa thấy một cái người nào lật lọng, dở mặt, cháo trở như ông ấy. Đời nó thế đấy. Lật lọng. Con thật cô tử tế lắm ấy. Trời ơi. Trong ngày xưa cô không đưa mẹ cô đi lấy chồng sớm đi. Bây giờ cần xúc lỗ rồi mình đi lấy về để về cúng à. Suốt ngày vợ chồng con cái đi chơi, xong thì Tết đến cũng không về nhà, giở vờ đi chỗ nọ đi chỗ kia. Xong bây giờ lấy một người về để trông cho cô, để cô đỡ rảnh tay. Ông lạ đây. Gì các cô tử tế gì? Gớm, thế lạ gì các cô? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi trái. Chuyện nhà tôi làm sao ông biết được? Cái việc này tôi đã nói với mẹ tôi hàng 10 năm nay rồi. Nhưng mẹ tôi là người đức độ. Mẹ tôi, thương con, thương cháu, mẹ tôi không đi bước nữa. Còn bây giờ khác rồi. Tôi cũng đàng hoàng, các cháu nó lớn rồi. Cho nên mẹ tôi mới đồng ý với tôi để làm cái việc này. Ông đừng có vơ đũa cả nắm, ông không có quyền nói tôi như thế. Hiền, sao con lại nói với bác như thế? Mẹ nghe thấy gì rồi ạ? Mẹ nghe hết. Nhà mẹ bé mà, có mỗi 2 phòng thôi. Con với bác nói giọng oang oang thế mẹ không nghe hết, hóa mẹ điếc à? Nói thật với anh Công nhé, cả mấy chục năm rồi, chưa hôm nào tôi vui như hôm nay anh ạ. Thề với anh hôm nay là cái hôm mà tôi có nhiều cung bậc cảm xúc nhất đấy. Hỉ nộ ái ố. Anh có biết không, bởi vì chả có ai mà chịu nghe tôi nói hết. Đâm ra là hôm nay tôi rất là vui. Anh đừng có trách cái Hiền. Anh ơi, con ơi, mẹ mặc cái áo này được không? Dạ. Anh ơi, cái áo này nó mua cho tôi lâu lắm rồi, nhưng mà chưa bao giờ có cơ hội mặc cả. Có đi ra ngoài đâu mà mặc. Đây này, cách tân này anh ạ. Yếm này, áo dài này. Anh thấy có còn giống gái Bắc Ninh không? Em kia mặc yếm hở lươn, đêm em nằm ngủ con lươn to nó bò vào. Mặc thôi đi. Con không được nói chuyện với bác như thế. Anh Công ơi, tôi thấy thế này này. Bây giờ cháu Hiền nó không đủ tiền
để nó thuê anh hàng tháng. Thì thôi tôi giả anh nhá. Thôi thì anh cứ nhận 10 triệu một tháng tôi giả cho anh. Anh đến anh trò chuyện với tôi. Anh chịu khó nghe tôi tâm sự. Cùng lắm anh hát cho tôi nghe cũng được. Tôi thề với anh tôi không làm cho anh đột tử đâu. Này này, cái việc này là việc của anh với con em chứ còn... Không. Em là chuyện khác. Không, bây giờ là chuyện của người lớn chúng mình. Khổ thân nó, anh đừng có hiểu nhầm nó. Nó cũng là đàn bà, nó cũng là mẹ. Nó hiểu được cái tâm trạng của tôi. Gớm từng tuổi này rồi mà cứ cô đơn trong ngôi nhà của mình. Sống chết lúc nào không biết. Thôi, cứ như thế đi anh nha, chúng mình đi đi anh đi. Đi, đi, đi ra nhưng mà... Viện. Bây giờ này tự dưng này đau bụng. Con ơi, dắt bác vào ở trong nhà. Mẹ, dắt bác vào. Đau bụng nhưng mà này không đi vào trong đấy được. Quên cái gì à? Tôi bỏ quên cái cơ duyên. Ông trời cho tôi cái cơ duyên mà tôi lại bỏ đi mất. Anh Công này, cơ duyên nó không phải như cái quần, cái áo mà anh để quên rồi anh có thể quay lại lấy được đâu nhá. Viên này, anh muốn đề nghị với em một việc thế này có được không? Em có nghe anh nói không? Anh vừa cướp được của con em 10 triệu. Bây giờ này anh muốn làm một cái bản hợp đồng là anh muốn thuê em làm vợ anh trong 10 năm. Mỗi năm 1 triệu. Thế thì khi mà anh chưa chết thì lúc đấy thì mình lại đáo hạn, em có đồng ý không? Chả biết là có đồng ý hay không nhá. Nhưng mà bây giờ á, em sẽ sell off cho anh 50%. Có nghĩa là bây giờ mỗi một năm em chỉ lấy 500 thôi. Có nghĩa là mình được 20 năm đấy. Khoan. Thế ba cái chị kia đâu? Ba cái chị mà đục thủy tinh thể với lại đái tháo đường với lại hỏng não đâu? Bốc phét. Mẹ thằng già nó đi tán gái chả bốc phét các bác nhỉ. Đi tán gái thằng nào chả bốc phét. Không có ai à? Không có ai. Khoan. Gì bình tĩnh gì nào? Ngồi xuống bình tĩnh. Từ xương người sau này cũng... Bây giờ ngồi xuống đây. Cũng rối tóc, mẹ làm gì có tóc. Thế không có ai lý do gì mà cần tiền đến cái mức mà phải đi cho thuê thân thể mình để mà dắt người khác đi chơi, dắt người khác tâm sự nói. À thế này. Em nói em hiểu thế này. Anh cũng có tiền. Nhưng vừa rồi là tuyển 300 cháu. Nó thì cứ yêu cái... Cái ngày hát dân ca ấy, trèo, quan họ, hát văn, dạy các cháu tốn kém quá. Thì thế là anh tự mở ra à? Tự mở ra. Miễn phí à? Miễn phí mà toàn tiền của anh hết đấy. Thế không ai đầu tư cho anh à? Có, họ có đầu tư nhưng không biết đầu tư đi đâu ấy, chứ có đầu tư cho em đâu. Thế à? Ừ. Úi dồi ôi, cái đấy quý lắm đấy anh ạ. Ừ. Thôi thế như thế này nhá. Ừ. Anh chờ em một tí nhá. Ừ. Hiền ơi! Đi đấy, giật đây. Mình. Phấn khởi. Ôi, ôi trời ơi. Nhanh lên, nghe rõ trả lời. Nhanh lên, mày chạy bác nhanh lên. Vứt mẹ cái guốc nhọn để đi. Bác ơi, sao tưởng bác về rồi? Không hỏi. Chuyện của người lớn vớ vẩn. Bây giờ nghe mẹ chỉ đạo thôi, cứ thế mà làm nhá. Dạ. Ngay ngày mai đi lấy cái sổ tiết kiệm lương hưu của mẹ về nhá. Dạ, liền chị. Đưa hết cho bác Công. Úi trời ơi, ôi.
bác Công mở một cái lớp học miễn phí con ạ, dạy hát miễn phí để giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ gìn gọi là gì nhỉ, của anh là cái gì nhỉ, hát chèo với lại là hát chèo, hát văn, hát văn, hát sẩm. Đây hát sẩm. Dạ. Con này cải lương hay con là cải lương, con cải lương. Ừ. Còn em dạy con họ Bắc Ninh anh ạ. Bà thì theo tôi là không nên hát mà chỉ nên rên thôi. Ui anh vớ vẩn. Thầy cháu hát hay lắm. Rồi, thầy bảo con đồng ý không? Nhớ, dạ. Mình góp vừa, góp mẹ, công, góp mẹ. Của. Ôi thế hay quá anh ạ, re cái đi. Thơm cái nào? Thơm cái nào? Ai cũng chê em già, chỉ mình anh là chẳng chê. Nên đã bao năm rồi em chẳng còn mơ nữa. Không biết đi nơi đâu kiếm ra người thương mình. Nay kiếm ra anh rồi chắc thôi duyên thắm tình. Tuyệt vời thay mỗi tơ duyên. Tuyệt vời thay mỗi tơ xuân. Anh cũng mong suốt đời đến ngày nay nữa gặp em. Cho dẫu em hơi già với thật là hơi anh sống chiều, lo tới chi mai này cứ sống vui mỗi ngày. Chỉ cần yêu mãi em thôi. Chỉ cần yêu mãi em thôi. Ai cũng mong cho mình có tình yêu thật bền lâu. Con cũng mong cho mẹ sống cuộc đời hạnh phúc. Xuân dấu đi qua rồi gốc cây lại biết trôi. Xin chúc cho hai người sẽ bên nhau suốt đời. Đời thật vui sướng mỗi ngày. Đời thật vui sướng mỗi ngày. Đời thật vui sướng mỗi ngày. Xin cảm ơn các nghệ sĩ Sơn Trần, Xuân Hinh, Hồng Vân và Thanh Thanh Hiền. Một lần nữa, Xuân Hinh, Hồng Vân, Thanh Thanh Hiền, Xuân Trần xin cảm ơn những khán giả thân yêu và xin chúc cho tất cả những khán giả thân yêu của chúng tôi sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Thưa quý vị, thật may là cuối cùng chúng ta đã có một cái kết rất là đẹp đúng không ạ? Một bài hát thật là vui, ý nghĩa trong cái dịp đầu xuân như thế này. Dù sao thì cũng xin được chúc phúc cho đôi tình già của chúng ta. Thưa quý vị, nếu nói tới tình yêu thì tôi nghĩ rằng tình yêu có một cái sức mạnh mãnh liệt, một cái sức mạnh vô hình. Và thường là nếu với tình yêu mà cả hai cùng đến với nhau, một cái tình yêu trọn vẹn đủ đầy thì không nói. Nhưng chắc chắn để cảm nhận được sức mạnh của tình yêu thì chắc chắn chúng ta phải nói từ những mối tình đơn phương. Anh Bạch, anh đã yêu đơn phương thật ai ra thì như thế này quý vị, tại sao chúng ta lại gọi là yêu một mình và tình đơn phương? Thật ra nếu chúng ta nói thì chúng ta sợ cái tình yêu đẹp đó nó tan vỡ, là bởi vì người ta có hài lòng với mình không? Người ta có đồng ý với mình không? Chính vì sự đắn đo đó nó tạo nên một cái khoảng trống rất là tuyệt vời. Và thật ra thì người ta hỏi nam tỏ tình trước hay nữ tỏ tình trước? Theo anh Thanh Bạch nghĩ Thùy Vân à, trong tim ai tình yêu đầy thì tự nhiên không thể không nói. Và lúc mà không sợ gì để nói hết thì lúc đó mới thật sự là tình yêu. Còn mình sợ, mình còn chưa dám nói là có nhiều điều nó chưa trùng khớp. Chẳng hạn như em, anh không biết là em có bao giờ yêu đơn phương hay là ai yêu đơn phương của em hồi thời em chưa lập gia đình không? Em có kiểm tra không? Có tính toán này không? Thực ra thì để kiểm tra thì nó cũng khó. Thụy Vân thì người ta vẫn có một cái câu là thường là phải là trâu đi tìm cọp chứ ít khi cọp đi tìm trâu. Tôi thì vốn dĩ là một người phụ nữ truyền thống cho nên thường là chỉ có trâu đến tìm tôi mà thôi ạ. Thưa quý vị, nói tới tình yêu đơn phương, tôi có luôn luôn nghĩ tới một cái tình yêu, nói tới một cái chữ là chữ cao siêu. Chỉ khi mà chúng ta thể cảm nhận được nó, chỉ khi chúng ta nhìn thấy được cái sự hy sinh của một ai đó dành cho mình thì tôi nghĩ rằng đấy chính là tình yêu đích thực. Thưa quý vị, Thanh Bạch thấy rằng quý vị sẽ có thể sống lại những giây phút tuyệt vời nếu một lần nào đó quý vị đã từng yêu ai mà chưa dám nói. Hiền ơi! Hiền ơi! Thế giờ này vẫn ngủ chưa, ngủ nổi, ngủ thối, ngủ phành ra thế à? Con dậy rồi mà thấy. Xuân đã đến bên em, dáng em cũng tuyệt vời. Năm
mồi đủ các loại dê. Chúc quý vị đây khỏe như dê đầu đàn. Dê cụ ạ. Ui giời ơi, chết 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 chết. Em có mỗi cô con gái mà. Chết bây giờ mày vẫn chưa dậy à Hiền ơi? Ôi giời, con đang làm ăn sáng cho thầy đấy. Đấy, đấy, cháu đấy, đấy. Cháu là con nhà Cành Vàng Lá Ngọc đấy. Mà họ nhà Kiều tên gọi là Nguyệt Nga đấy. Mà cháu mỗi đợt kiếm anh Lục Vân Tiền mà chưa kiếm được. Con nhà thế quá khổ chứ. Không biết là sao nó cứ nhắn chứ như thế này. Cứ nhắn như thế này. Không biết là cái thằng nhận tin là thằng nào mà mất dạy thế chứ. Em là em chỉ có đọc được tin chứ em không gửi được đi. Em không nhắn được. Không biết là sao nó lại nhắn thế chứ này. Con cái. Ôi giời. Dậy đi thôi. Ui giời. Ui giời. Dạ con phanh vào vây hầm phì. Dạ dạ con cháu chào thầy ạ. Anh dạ. Tên là gì? Dạ con là Thắng ạ. Con đến con tìm em Hiền ạ. Dạ. Cái cuốc này của ai đây? Dạ thưa thầy của con ạ. Con vừa đi làm đồng về. Thế anh dựng ở giữa nhà tôi đây. Anh định đào mương xẻ rãnh gì? Anh định chặt cây sống dòng cây chết gì? Anh định đào mồ cuốc mả gì nhà tôi ở giữa đây? Ôi con xin lỗi ạ. Con xin lỗi con cất luôn. Thế cái loại vô ý thức thế đó chị. Mang cái cuốc vào là nó đặt ngay giữa nhà. Ừ. Cái loại chưa từng thấy. Thầy khỏe không thầy? Khỏe đấy vật nhau với mày à? Ừ. Tao xin giới thiệu với mày là tao chưa bao giờ phải dùng thuốc bao giờ nhé. Mà cái đứa nào mà yếu là cứ thấy ho, đứng gần gái ho. Ho xong bạn gái hỏi mà nó yêu em đi thì bảo tôi anh đang đau đầu. Con biết rồi. Thầy chuyển. Mày ngắm mày đi. Dạ, con sao ạ? Mày là có tấc rưỡi đúng không? Dạ. Tao có một đẫn, con kia nửa đẫn. Thế xong rồi lấy nhau đúng không? À, lấy nhau thế là đẻ ra toàn chim cánh cụt đúng không? À, có phải không? Mày vào đi mục đích giấy gì? Thầy cho con ngồi. Mày ngồi đi, mày ngồi đi. Dạ. Mày ngồi tao nói chuyện với mày. Hôm nay tao phải nói chuyện với mày. Thôi thầy ơi, chắc con là mày vừa đi làm đồng về, quần áo con bẩn thầy cứ cho con ngồi. Mày ngồi thoải mái đi. Vâng. Thầy nói đi ạ. À, thế mày định chiếu tướng bắt xe à? Mày thu mẹ mày pháo vào. Thầy. Pháo có lên đồi cao được không? Mày vào mày quẫm con tao hay mày quẫm tao? Mà mày ngồi mày ngồi mày thả dê. Mày thả dê ra đấy. Nhân nhà mày chứ hả? Nói với mày. Thầy, thầy không gả cho con thì thầy gả cho ai đây? Tao không gả cho mày được nhá. Sao? Tao bây giờ phải thay đổi rồi. Mày nhìn mày xem. Mặt thì lưỡi cày, môi thì dày. Cái mũi mày to bằng cái nắm đấm cửa ấy. Mẹ chả liên quan gì đến cái mặt. Nói chung là tao gả không gả cho giai ta nhá. Bởi vậy bây giờ là cứ phải ngước nhìn lên thế này mệt lắm. Tao muốn lại giống hiểu không? Tao gả cho Tây, không gả cho giai ta, hiểu chưa? Gả cho giai Tây mày biết chưa? Tây á? Tây còn gì nữa? Tao nói cho mày không hiểu, mày cứ từ đấy cho mày ra. Mày biết. Suốt ngày em có đứa con gái canh như canh lưới. Không biết thầy. Không gả là không gả nhá. Nó khổ chúng mày đâu. Mẹ canh con gái như canh lưới. Giờ nó như vậy. Bao năm nuôi con chăm bắm no toan, đến giờ này thì vừa xinh lại vừa ngoan. Mấy thằng dài phố vẫn về đây tán kho. Thằng còn khóc lóc lại phan. Tôi mê dài tây không chết dài ta, nhưng vùng này tìm tây chẳng ra. Cháu thì đã lớn lắm mà thằng Xí Sơn, mong cho con lấy chồng tây là hơn. Nó mới nói thích lấy chồng, chắc nó đã có đám nào đó rằng nó sẽ dắt về giới thiệu với mình. Thế rồi tính chuyện chầu cao rồi đồng phòng luôn, luôn và luôn ngay. Úi dồi ôi, úi dồi, động phòng luôn á? Mày động phòng luôn ấy gì? Không. Mày chắc nói dám. Thế rồi đúng không? Thưa thầy là con yêu em Hiền lâu lắm rồi, con chỉ dám cầm tay thôi. Chén nó chưa? Chưa.
cút ngay. Tao đã bảo là tao không gả cho giai ta. Mày có cút không? Ôi giời ơi các bác ơi, mệt quá, không có cô con gái. Ôi các bác ạ, đẻ con gái ấy nó như đánh canh bạc ấy. Đặt vào mà cái thầy cửa... ơi, cái gì đấy mày? Đẻ con gái nó như đánh bạc ấy, đặt tất vào một cửa. Thế mà được vào cái cửa sáng ấy thì còn lãi tí, nó vào cái cửa tối là tịt mẹ luôn. Đấy, đây 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 nhá. Có cái cục gạch thì không dính vào người, xong cứ để một chỗ xong rồi đi tìm loạn. Ủa thôi thôi, điện thoại của tao cứ để đấy. Tao đây. Đâu thế? Mày cho tao ăn phở. Phở đi. Đây đây đây. Đũa thầy đây. Úi giời. Để bát thầy đây. Úi giời ơi. Sao thầy cứ úi giời thế? Thầy không ăn nhanh này là nó nguội hết bây giờ đấy nhá. Úi giời ơi, chết chết con ơi. Con ơi, con ra đây. Con này chết rồi, chết. Cái này phải dậy thế con ạ. Dạ. Chết chết con đi lấy chồng. Mà chết thì con chống cái đũa thế, xong con cầm cái bát con đập như thế thì tôi chết quá, không đập vào mặt nó. Con không nhá. Làm thế là thầy cứ nói suốt ý. Ôi giời ơi, con thế này nhá, thôi con bây giờ là phải lấy tây rồi, cho nên là bố phải dặn, phải dạy con thế này này. Cái người tây ấy là người ta không ăn bằng bát đũa đâu, ăn bằng tay. Đấy, thế giờ mà ăn bằng dao, bằng dĩa, bằng thìa mà con đập như thế thì quá, con cầm con dao con bảo là anh đâm chết mẹ em đi. Thế con nhá, phải làm nào bây giờ? Cho tất cả vào một cái khay, dịu dàng nói là mời anh xơi quà. Vâng nhá. Rồi con biết rồi. Đàn bà này đứng phải vững đôi chân, đi thì chớ quá động quần tả tơi. Rồi thầy nhớ lấy con ơi. Mẹ mày nhà tao mày cứ im mày giận thình thình thình. Khổ lắm, thầy dạy mãi rồi. Con nhớ rồi, cho thầy cứ nói nhiều ấy. Bà đi nói nhiều quá con lại quên. Này nhẹ nhàng thế này, đàn ông đứa nào nó thích. Nói đi, nhắc lại. Đây, con nhắc lại nhá. Tây người ta ăn dao dĩa thì không có đưa vào tận tay, mà mình để ở trong mâm thôi. Xong rồi con sẽ mời thế này này. Em mời anh xơi quà. Ôi giời. Mời anh xơi quà. Ôi giời. Vẫn cứ ôi giời là thế nào? Ui con giời. Nói đúng rồi còn gì? Ôi giời. Ôi giời. Sao vẫn ôi giời? Tao mãi nói chuyện với mày tao quên đi tiểu. Ôi giời. Tao này sao già toàn đi tiểu đấy. Ôi thầy ơi. Chết rồi chết. Này nhanh thầy nhá. Ôi giời chết rồi. Nhanh nhanh lên mà ăn con còn phải dọn. Cứ nhịn nữa mà thận đến nơi vậy. Thế có bao giờ không này? Nấu thì từ bao giờ ấy, dụng con mà lại rồi không ăn. Ôi giời. 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 Ôi nhớ quá, nhớ quá, nhớ quỷ. Quá. Quỷ. Thôi đây. Lúc nãy thầy đuổi anh nha. Ừ đúng rồi. Anh biết gì đâu. Vừa bước vào đây cái thầy vung gậy oánh 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 oánh. Quỷ nói nhỏ thôi. Tại anh ý. Tại em đã ra hiệu đâu mà anh vào. Em đã nói rồi, khi nào em ra tín hiệu phải cẩn thận lắm. Chứ thầy là thầy ác lắm đấy, thầy đánh vỡ đầu đấy. Anh phải nhớ chứ lị. Hiền. Sao lại cứ nhăn nhó thế? Gia đình bảo này. Sao cái chuyện tình yêu của chúng mình sao lại khó khăn đến thế nhỉ? Thì cũng tại anh ấy. Đã bao nhiêu lần em bảo anh đưa bố mẹ anh sang nói chuyện với thầy em. Thế này, bây giờ nó như thế này rồi, em mới làm thế nào? Giết em đi. Gõ cửa trái tim bạn em được vào. Tường nhà quá cao, anh leo đường rào. Ngủ vui với chiêm bao, ngõ hồn mắt xanh sao. Nên em vẫn ngóng tin anh gõ cửa. Nhà nghèo trắng tay, không trâu cùng bò. Mẹ thầy khắt khe nên anh thập thò. Bụng này sẽ to to thì mình cũng lo lo. Mong anh xin cưới sao anh thập thò. Hai đứa ta chung một làng. Ước mộng uyên ương gửi trao tiếng nhớ lời thương bây giờ sầu vương. Hỡi người có thương xin thương thật đầy, cậy nhờ mỗi mai anh sang định ngày. Mà thầy chỉ thích tây bọn mình tính sau đây.
Hả? Ôi, cái này không phải của anh. Cái này của ai? Cái này của ai? Của tao. Ôi dồi. Ở nhà này là chỉ có của tao chứ không có của mày. Mày ra đây. Kìa. Hai ra kìa. Thế anh chị mấy tháng nay đi chợ đêm suốt thì hôm nay anh chị định đi chợ ngày ở nhà tôi à? Hả? Cút. Dạ con không dám. Con này vào trong. Anh. Cút. Dạ. Thầy. Ôi trời. Anh ơi, con nói chuyện. Tao lia thẳng vào cái bộ ấm chén cho mày. Vào ra. Thầy ơi. Cút trên sườn là chân mày canh như là canh lưới ấy. Mẹ mày ra chậm một tí nữa thì chết. Em cứ tưởng với các bác em ra chậm một tí nữa là em có cháu ngoại. Mày vào đây. Suốt ngày mày đem, suốt ngày nó cứ nhắn tin. Mẹ nó cứ thằng nhắn tin thằng này. Mẹ giờ hơn cắm lợn. Mẹ cơm không ăn thì cứ bảo cho cháu ăn bắt cắm lợn. Thôi thầy ăn bát phở đi cho con dọn. Ôi giời. Em không. Em phải ăn đấy chứ. Thầy ăn từ từ, con chết nghẹn rồi đấy. Thầy, qua rồi, cáu mà lại ăn nhanh. Đấy, mà hôm đó ăn gần buổi sáng mà ăn qua phút xong thì ức quá. Ôi giời ơi. Thôi để con dọn xong thầy uống nước sau nhá. Thôi chị để đấy em dò ăn. Chị không để con dọn mà. Chị cứ để em dò ăn. Sao thầy cứ xưng em với con ấy nghe nó buồn cười. Em đẻ chị ra như em dạy chị không nghe. Thì em gọi chị bằng chị. Em là bố chị mà em nói chị không nghe. Ít nữa em gọi chị bằng bố vậy. Thầy con không phải cái gì, thầy cứ dạy con. Thầy em dạy nói gì chị chả nghe gì cả. Hiền. Dạ. Thầy nói con phải nghe chứ. Mẹ con mất mấy chục năm nay rồi. Thầy ở một mình để nuôi con. Đưa tiền cho con thầy cũng phải đưa hai tay. Con ngoan phá hại gia đình thế đấy. Thầy gà trống nuôi con. Con trả tương thầy. Con ơi, giả như lúc này mẹ con mà còn sống. Ôi đã bao năm vắng người vợ hiền. Bao năm buồn phiền khóc thầm từng đêm. Một sương ai nắng thân này nuôi con nào tình tháng ngày. Con lớn rồi mong lấy trong tay. Con vẫn đêm đêm gánh nước ngọ lầy. Con không mẹ thầy như đàn không dây. Làm sao con dám say lời. Đẹp duyên phận gái do trời. Chỉ xin thầy ưng ý mà thôi. Con ơi, đã bao năm qua thầy gà trống nuôi con không quản ngày đêm mưa nắng. À đến hôm nay con đã khôn lớn, thầy lại lo kiếm cho con có một đức ông chồng. Làm sao cho xứng lễ tơ hồng. Thầy không thích giai ta vì thầy nó chỉ làm cho con khổ. Và thầy chỉ thích giai tây vì nó cho con được sung sướng nâng niu. Nghĩ thì nhiều mà nói chẳng được bao nhiêu. Thầy đành chỉ có vài điều cùng con cho con hiểu. Mày có hiểu không? Mày chả hiểu gì, nói mày chả hiểu gì. Mệt quá cứ nói mày. Con hiểu rồi. Không biết mày ăn phải mua về bán là cái thằng ấy thế nào.
Con có phải cái loại tối dạ đâu mà con không hiểu. Thế này rồi đấy, tao tính đâu. Tao đã bảo là không dai ta mà chỉ có dai tay. Thầy làm gì đấy? Tao gọi đến trung tâm môi giới. Alo, trung tâm môi giới lấy chồng nước ngoài đấy à? Tôi đây, Xuân Hinh ấy. Gọi Hinh được, năm nay gần 70 rồi. À, có cái đám nào có con gái xinh lắm. Ốm à? Không, không, con này không bao giờ ốm, chỉ có tôi ốm thôi nhá. À, Đài Loan Hàn Quốc à? Không, 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 Đài Loan Hàn Quốc được không à? Vừa rồi có cái vụ gì để bóp cổ không hiểu nhau thì không chơi. Lấy châu Âu, tây trắng. Không có à? Tây đen à? Ôi thôi, tây đen được, tây đen được, tôi phải tây đen mới chị được con này. Em nó phải cho con này lấy tây đen thì nó mới rời cái thằng dạy ta ra. Cứ cho tây đen nhá, tây đen được rồi. Có ngay chưa? 3 tháng nữa ấy. Úi dồi, 3 tháng nữa thì con tôi nó đẻ. Mẹ chờ đến bao giờ? Thôi được rồi. Cái gì? Thầy đưa ngay cái cục gạch của thầy đây. Không có gọi cho người ta nữa nhá. Thầy không phải gọi. Bây giờ con nói với chuyện với thầy thế này này. Thầy muốn con lấy chồng Tây đúng không? Nhất thầy, định phải Tây đúng không? Nhất định phải Tây. Không thay đổi cho nó khác bọn đi. Nói thật với thầy nhá. Con tưởng kiếm giai ta mà tử tế mà lại yêu thương mình mà lại tôn trọng mình thì mới khó. Chứ còn giai Tây thì người nào người ta chẳng lịch sự. Mày đi đâu? Mày mới cứ luận là mày đi trong hết cả mặt tao. Đấy là bây giờ là việc của con rồi. Thầy cứ để đấy, con gọi cho Tây luôn đi. Alo? 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 Ừ? Penicillin? Aspirin? No. Tetacillin. Yeah. Vaseline. Dầu luyên mẹ đi. Nhà sao toàn dầu luyên với dầu nhớt là thế chó là nhỉ? Thầy đi vào trong kia. Khổ lắm cơm, một chữ Tây bẻ đôi không biết mà con nói chuyện với Tây cứ đi ra hóng thôi. Mày nói nhanh lên. Anh, thế nào rồi, thế nào? Úi giời, sao lâu thế? Anh hóa trang cẩn thận vào đi nhá. Thầy, bạn giai Tây của con sắp đến. Ủa đến à? Đến ngay đây rồi đấy. À thế à? Thầy đi vào đi. Ui. Thay cái bộ quần áo mà. Úi giời ơi, giai Tây à? Có bạn giai của nó đến mà như là bạn giai của em ấy. Hồi hộp quá. Trời ơi. Thay bộ quần áo mà thầy vẫn mặc. Tao biết rồi, tao biết tao phải làm gì rồi. Tao mặc, tao thay đồ, tao biết rồi. Tao biết rồi, tao phải biết là tao thay rồi. Tao làm gì rồi? Vào đây em xem. Nhanh lên. Được chưa, được chưa? Hả? Ấy, giống Tây chưa? Hả? Em cũng không nhận ra thì đừng nói thầy. Này nhưng em bảo hả? Cấm được cười nhá. Anh cười là lộ lắm. Không được cười. Mà nói cười. Nói là phải nói ồm ồm ra. Mặt mặt cái này mà mệt quá chứ. Bạn con đây thầy ơi. Hello. Ô la la. Hiền. Dạ. Sao nó nói gì toàn bạn là ấy con? Ô la la, vui vẻ. Ô la la, ô la la. Ôi ôi. Ôi mẹ mày Tây nói khỏe thế, mình thế là thì vỡ mõm. Anh bắt tay thầy ấy. Tên, à gì? Ô la la. À, tao nói tiếng Nga nhá, si ba si bớ. Mày nói tiếng gì tao khó hiểu rồi. Tên gì? Bố. Tao là bố, mày là con. Bố. Bố đây này. Không, anh đi ra để em nói chuyện với thầy. Không phải, anh ấy nói tên anh ấy mà. Tên anh ấy là Pose. Pose à? Bố chậu à? Mẹ sao mất vệ sinh thế nhỉ, tên bố chậu. Bố ăn buổi tối chưa? Nó bảo em ăn cái gì các bác nhỉ? Là sao mất dạy thế nhỉ? Mày có loại. Nó bảo tan loại ngô phải không? Có phải không? Thầy, anh ấy là học tiếng Việt. Nói chưa sõi, thầy phải thông cảm nhá. Thầy nghe cho kỹ này. Anh hỏi thầy là thầy đã ăn buổi tối chưa?
Y nha y anh nha xin lai u lấy không hiểu. Thầy xin giới thiệu với thầy bố đâu. Bố là chỉ ăn buổi sáng. Buổi sáng là ăn cho mình, buổi tối à, buổi trưa là ăn cho bạn, và buổi tối là ăn cho kẻ thù. Ồ, mày mà khuyên bố ăn vào buổi tối là mày cho bố chén thuốc sâu để bố chết trước. Buổi tối lạnh, phải ăn buổi tối. Mày sao đóng cửa vào chứ mày ơi? Khổ lắm. Thế nó lại bảo cái gì? Buổi tối lạnh là cái gì? Thầy hả? Anh ý nói thế này này, thầy mày, có nghe không? Mày nó vừa mới người ta phi thẳng cái ba toang vào mồm mày. Con nói đã, con dịch đã. Anh ấy nói là ở Việt Nam, cái mùa này thời tiết buổi tối là lạnh. Cho nên là phải ăn buổi tối mới có sức khỏe. Ở Việt Nam buổi sáng mát, buổi trưa ấm, buổi tối hiu hiu, không có cái buổi nào lạnh, không có cái buổi nào lạnh cả. Đấy, thầy nói là anh hiểu đấy, thầy hiểu, hiểu không? Hiểu đấy. Thôi thầy ngồi xuống đi. Thế ngồi nhá, thầy ngồi đây. Anh Tây ngồi xuống. Bây giờ nhá, ăn cái gì để đi vào bếp nấu. Ăn gà hay ăn cá, thịt bò? No. Nô gà, thịt chó, mắm tôm. Ôi trời ơi. Mẹ thế thì cây này rồi. Này, ta ra rồi. Thế nhìn cái mũi thằng này tao nghi nghi. Sao thầy? Hình như nó ở cái tiểu sao mẹ? Ôi trời không, thầy, không phải. Thầy nhìn kỹ mà xem. Mũi thì cao giống nhau, to giống nhau đấy, nhưng mà nhiều râu như này cơ mà. Cái anh ở Tây Mỗ làm gì có râu? Râu nhỉ? Có nhá. Thôi được rồi, rậm râu xong mắt đắt tiền cũng mua. Thôi được rồi, được rồi. Thôi con nhé, con nhé, được. Thầy muốn gì nữa nào? Thôi bây giờ tình hình này nhá. Thầy biết rồi, Hai đứng lên rồi. Thầy nói với các quan thế này. Thôi được rồi, thầy chấp nhận rồi. Ôi trời. Thôi thầy đồng ý, thầy đồng ý. Thôi trước khi hai con đưa nhau về trời Tây, thầy có ý kiến mấy hai con thế này. Thôi vợ chồng lấy nhau ấy thì tôi chín bỏ làm 10. Con này phải hai vợ chồng là nhớ phải cái chữ nhẫn ấy. Vợ chồng mà nhẫn được thì là các con nó vui vẻ, hiểu không? Cha con mà nhẫn được thì giữ được chữ đạo. Anh em mà nhẫn được thì thuận hòa. Mà bạn bè mà nhẫn được thì được cái tình. Trong cái đạo lý, trong cái đạo luật, trong cái luật là có nhiều cái đại luật. Nhưng mà các con phải nhớ cái luật, đó là cái luật nhân quả nhá. Người ta bảo đời cha ăn mặn để con khát nước, nhưng mà bây giờ là không cần đến đời con mà nó khát luôn, nhanh lắm, hiểu không? Đấy, thế thôi bây giờ hai đứa thôi, thầy dặn như thế thôi, hai đứa thì cầm tay nhau thề nhau một câu đi. Thế bây giờ ai thề trước nhỉ? Thầy nói chuyện với anh đi. Thế bô nhá. Thế này nhá, thế bây giờ thầy hỏi thế này nhá, nếu mà cái con này nó ở với mày mấy chục năm, mày vầy nó nát mặt ra trông như con điên, con dò, con dại ấy, thì con có còn yêu thương nó đến trọn đời mãn kiếp không? Dưới bóng không? Xin thề, yêu Hiền suốt đời. Ôi, tốt rồi. Thế bây giờ thế này nhá, con Hiền. Bây giờ anh Bô đây, đúng không? Mà anh ấy không may mà anh ấy gọi là cái gì bại sản đấy, coi không còn là đại gia nữa, mà anh không còn là Tây nữa. Đấy thì, mà anh ấy sốc thì anh ấy ốm, anh ấy làm, anh ấy ngáp ra rồi. Đấy. Rồi thì con có trông nom anh ấy không, hay là con để cho anh ấy mạng nhện răng vào mũi? Hả? Thầy yên có tâm. Có trông đến khi mà hơi thở cuối cùng không? Con là con gái thầy mà. Cái đạo làm vợ, con sẽ giữ đến trọn đời. Thầy không phải lo. Thế thôi nhá, thế thì được rồi nhá. Thế rồi thôi, thầy đi giờ thầy vào, thầy lấy mấy nén hương ra. Thì các con thắp hương cho ông bà tổ tiên nhá. Thế xong rồi các con đưa nhau về trời Tây. Thôi thầy về. Các con ạ. Đâu rồi? Thế xong rồi. Bây giờ tiếp theo thế nào? Được rồi. Được rồi, để em nói chuyện với thầy. Thầy ơi, con thắp ba nén hương này lên bàn thờ tổ tiên xong nhá, là con sẽ là của anh ấy đấy. Là vợ của anh ấy. Thì con sẽ theo anh ấy sang trời Tây xa lắm thầy ạ. Thì vì hạnh phúc của các con mà. Vâng. Thế nhưng mà thôi thầy cứ yên tâm. Con đi sang bên đấy ổn định cuộc sống 20-25 năm là con sẽ về thăm thầy thôi.
25 năm mà chị, các anh chị về thì tôi còn mỗi nắm xương thôi à. Thì con đưa thầy sang đây sống. Ừ, thầy sống em không sang bên đấy được. Vì em không biết tiếng, em chỉ ngồi em ngắm ô tô thôi. Thì xong các anh chị đi làm về là chạy toát lên trên nhà, đóng cửa vào lại vi tính, lại nhắn tin thế này. Thôi thôi, vì hạnh phúc của các con. Các con, các con vào thắp hương. Con xin phép thầy. Cho ông bà tổ tiên lạy ba cái các con nhá. Con ơi, này, thầy bảo đây. Sao thầy? Thầy hình như thầy có cái linh cảm. Nhưng là thầy đã làm sai điều gì rồi các con ạ? Con ơi, sao? Thôi đừng thắp hương nữa. Thầy lạy các con. Ôi trời ơi. Dù cho vẫn biết sẽ có lúc này ta phải cách xa, nhìn cô con gái bước chân theo chồng sao lòng xót xa. Ngày nào thơ bé con nằm trong tay bố, năm tháng trôi qua cho đến hôm nay bước theo thằng Tây. Tìm đâu thấy nữa, khi giờ đây nhìn con bước theo Tây về đất nước xa xôi, còn mới vô chôn này. Ơi trời ơi. Bố ơi, bố đừng như thế. Bố cứ để con thắp hương lên bàn thờ. Dù con có ở đâu, con ở phương trời nào thì con bố vẫn là con của bố mà. Con đi rồi, còn bố nơi đây, quanh sân buồn nhìn lá rơi đầy. Con đi rồi, còn lại đây mình bố. Về chốn xa thật rồi. Ôi chúng mày ở đâu rồi? Ôi trời ơi, quan ơi, quan đi đâu rồi? Ôi trời ơi, đây, bên này đây, này đây, quan ơi, lại đây, nhanh lên rồi ơi. Thầy sao thầy? Bảo rồi, con ơi, con ơi, con đi rồi, thầy chết ai thắp hương cho thầy? Hoài. Ngày tư ngày Tết ai du xuân tạo mộ? Thế bây giờ thì mộ mà các cụ vội vã chồng. Con tưởng thầy muốn con lấy tay mà. Thôi được rồi, mày đây tao tao để tao tính. Anh bố ra tay bảo này, anh ra tay bảo. Bố. Thế này nhá, giờ ta thay đổi nhá. Thay đổi rồi. Thay đổi đi giờ, coi như bố, thôi giờ bố muốn lấy vợ ta làm mối nhá. Ông mối. Còn con tao là chấm dứt cả thôi. Thay đổi. Rửa mặt thế? Mẹ rửa mặt là nghề của tao mới nè. Mẹ gì? Tao là chuyên rửa mặt mới nè. Ôi giời ơi. Mẹ cái gì ngoan là mày ấy, con được ông ấy rửa mặt ngay chứ nhở. Ôi nghề rửa mặt mình thấy nghề đấy hiểu. Thôi được nhá. Quyết định rồi. Con cứ lấy thằng Tây Tịu thôi. Thằng Tây Tịu. Tây mỗ nhá. Tao có nhầm thằng Tây Tịu. Thầy đồng ý chưa? Tây mỗ. Nhất định là Tây mỗ nhá. Con thằng này là thôi. Cho nhất nó... định Tây mỗ để con Tây mỗ của con đây. Đâu cái gì? Con đây. Tây mỗ đây. Ui. Ui trời ơi mày. Mày diễn kịch à? Thầy ơi. Vì thầy khó quá. Ừ. Cho nên chúng con phải diễn kịch. Con xin thầy. Thầy xem, chúng con yêu nhau lâu lắm rồi. Bây giờ, thầy nhìn bụng Hiền đi. Mày chén rồi à?
Dạ thưa thầy, chúng con chót. Dạ con chót. Mẹ cứ nhìn thấy cái bụng của con tôi, nó to bằng quả bưởi là lộn tiết hết lên rồi. Này, mày đi chạy đâu? Mày bằng quả bưởi thế sao mày bỏ đây để ông ngồi ông cho quả cho bưởi à? Mày về mày nói với con mẹ mày thằng bố mày lại đây. Ngay sáng mai nói với tao một câu, cho làm lễ cưới ngay. Cưới à? Ôi trời ơi, cưới ngay. Trời ơi. Mày đâu chạy đây? Ở già có ăn cưới nhà đây. Bao ước mong em đã bên anh, từ đây sẽ có nhau sống vui bên nhau đến bạc đầu. Bao khó khăn ta cũng qua không có chia lìa, một bầy con sẽ mau ra đời là vui em ơi. Vui cứ vui, chơi cứ chơi nhưng cấm trăng hoa, về chung sống với nhau yêu thương sao cho thuận hòa. Hai đứa con luôn khắc ghi mong bố yên lòng, một mùa xuân thắm tươi khát vọng, và bọn con cũng mong gia đình nhà ta bên nhau. Bố cứ đi chơi nhiều là con thấy mừng rồi, bố kiếm đâu thêm một bà cho đỡ buồn đời. Vui cứ vui, chơi cứ chơi nhưng nhớ tiết kiệm, dành tiền lo đắp xây gia đình, đẻ thật nhanh mấy đứa cháu ngoại, đẻ thật nhanh mấy đứa cháu ngoại để ông vui xuân. Dạ. Sao thế ạ? Sao thầy cứ em mãi thế ạ? Mẹ tao cứ nghĩ đến cái bụng của con tao, nó bằng cái quả bưởi là tao lại điên chết rồi. Lại đây. Dạ. Nhân cha chúng mày. Cứ thế là xong rồi là tốn lên, nấng. Ra chào bà con thì đi về. Em đi vào nhà phải có chủ vào chợ có bảo vệ chứ. Đầu xuân mới, Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Quang Thắng xin gửi tới những khán giả thân yêu có mặt trong ngày hôm nay và tất cả quý vị một lời chúc sức khỏe, đắc tài, đắc lộc, đắc bình an, và xin gửi tới lời chào sum họp chúc mai một nhà.